Hôm nay chúng ta quay lại tiếp tục với thế giới di động nha. Vâng, trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy vẫn giảm đúng không? Giảm nhẹ. Vâng, một điểm khác biệt duy nhất là ngày hôm qua là nhà đầu tư nước ngoài người ta lại mua lại. Và mình có theo dõi rất là kỹ trong ngày hôm qua thì nó cũng gần giống như mấy hôm trước đúng không? Gần như là trôi liên tục đúng không? Và đến khoảng gần cuối ngày ATC thì lại được nhắc lên một tí đúng không? Đấy, như vậy. Vâng. Chỉ một cái điểm khác biệt duy nhất là nhà đầu tư nước ngoài người ta lại không bán nữa và người ta bắt đầu bất ngờ là sau 3 phiên bán thì bắt đầu là đảo chiều trong mua. Vâng, vậy là như vậy. Và như vậy có vẻ bắt đầu lanh quanh ở đây rồi đúng không? Vậy là chúng ta cũng có ở đây đến 3-4 phiên rồi. Vâng, 64 65. Qua lúc đầu ngày như mình nhớ cũng xanh đấy, cũng 65 đấy, nhưng mà sau cuối ngày thì lại 64 đúng không? Vâng. Vậy là đang gần đây thanh khoản rất là cao. Cứ giảm là thấy cao. Vâng, lại có cả phiên nghìn tỷ mà chúng ta nhìn thấy gần đây. Vâng, để thứ tự là như vậy. Thế thì quay trở lại thế giới di động thì hôm nọ mình đã sang phần kinh doanh rồi, tất nhiên là đang dở thôi đúng không? Và chúng ta cũng chưa đi sâu vào trong. Hôm nọ thì mình mới nhập dở xuống đến cái phần vận hành hoạt động của Thế Động ở cái kỳ kỳ 6 tháng năm ngoái và 6 tháng năm nay. Có thể thấy năm ngoái thì bên lãi cổ cực kỳ thấp, chỉ có 18,84 thôi. Năm nay thì đã lên đến 21 rồi, như vậy là khác, gọi là khác biệt hoàn toàn. Tăng đến tận 2,5%, chưa kể là doanh thu cao hơn và biên lãi gộp cũng mở hơn đúng không? Kết quả cuối cùng là rồi chi phí vận hành ấy, theo tỷ trọng với doanh thu là thậm chí còn giảm đúng không? Với con số tuyệt đối thì giảm rất là nhẹ và nhưng mà doanh thu vẫn tăng rất là tốt đúng không? Như vậy là đấy là minh chứng cho cái việc là nhân sự thì vẫn từng đấy đúng không? Cửa hàng thì vẫn từng đấy nhưng mà doanh thu thì cao hơn đúng không? Như vậy là tự dưng là biên về chi phí vận hành là bị giảm xuống đúng không? Như vậy là như là quá tốt. Vâng, 4,43% đúng không? Và trước cái buổi hôm nay thì chúng ta chưa có các thông tin này nhá, và mình đã nhập thêm đúng không? Và cả 23 là chỉ được có 0,89 thôi, như vậy 6 tháng cuối năm ngoái là có nhỉnh hơn một chút đúng không? So với tháng đầu năm nó cực kỳ khó khăn. Về 22 thì chúng ta được đến tận 4,93, mà sở dĩ như vậy là vì cái biên lãi gộp lên đến 20 23%. Vâng, nó quá cao. Vâng, vận hành thì vẫn hết khoảng 18. Nó rất cao. 21 thì ở khoảng 22 đúng không? Và vâng, cho mình gỡ ra nhìn cho nó dễ đi. Vâng. Và 20 đúng không? Là 22 rồi 2019 lúc ấy là chỉ có 19 thôi đúng không? Tuy nhiên là cái thời này ấy, thì hồi đấy thì chủ yếu là di động và điện máy thôi đúng không? Chứ còn bách hóa xanh cũng lúc đấy cũng chưa có gì lớn cả. Vâng. Rất là chậm chạp. Vâng. Và chúng ta cũng biết là cái biên lãi gộp của Bách Hóa Xanh cho cái ngành hàng đấy là cao rất nhiều đúng không? Tuy nhiên đến cuối nó vẫn còn lỗ. Vâng, tức là tính ra là nó phải ở khoảng 25 cho đến khoảng 25,5% thì mới đi đến gọi là điểm hòa vốn đúng không? Của Bách Hóa Xanh. Vâng, và doanh thu phải cao lên nữa cơ đúng không? Thì chi phí vận hành nó mới giảm, bởi vì số người chúng ta không tăng, doanh thu tăng thì chắc chắn là sẽ có lợi đúng không? Biên vận hành nó sẽ giảm giảm xuống đúng không? Như vậy thế thì mới lòi lãi ra. Vâng, đấy là cái thông số là như vậy đúng không? Và để chúng ta thử xem là mình nhớ là họ chỉ thuyết minh đến 2322 thôi đúng không? Còn xa hơn là không có. Vâng, chúng ta tạm như vậy. Vâng, như vậy là đây là thuyết minh của năm 2023. Và nó đúng là nó có cả 23 và 22 đúng không? Như vậy. Vâng. Thế thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là thế giới di động và điện máy xanh trong năm ngoái thì biên lãi gộp là tất nhiên là doanh thu là giảm rồi đúng không? Ông này giảm còn mạnh ấy chứ không phải ít đâu. Wow, chúng ta thử xem nào. Wow, 10 10 10 10 18 thì mấy phần trăm. Wow, mức giảm là khiếp đấy. Thế còn cái kia thì tăng đến 16 đúng không? Thế còn qua năm nay thì di động và điện máy thì tăng 7 đúng không? Còn doanh thu của Bách Hóa Xanh thì tăng 42%, vậy là hết sức tuyệt vời đúng không?
Và nếu mà trong 2020 25 tới đây doanh thu tiếp tục tăng khoảng 25%, 25%. Nếu mà có thể tăng là 25% thì chắc chắn là cái chi phí vận hành nó vẫn tăng đúng không? Nhưng mà nó sẽ không tăng theo, và chắc chắn là mình nghĩ là lợi nhuận nó sẽ hiện ra rất là lớn đúng không? Nếu mà có thể làm được như vậy. Hoặc cách thứ hai thì công ty chỉ có cách duy nhất là mở thêm cửa hàng thôi đúng không? Đấy, như vậy. Có thể bảo là cũng gần gần tối đa rồi đúng không? Theo như báo cáo là như vậy. Thế thì có thể thấy ở đây là cái năm 22 đúng không? Doanh thu được xanh là khoảng 104.000 tỷ. Năm nay 6 tháng 44 thì mình nghĩ là chắc là không vươn đến cái chỗ này đâu, đúng không? Gần đến thôi. Thì còn khả năng cao hơn năm ngoái rồi. Và năm 23 thì đây là 22 là 23 đến đây 16. Và 6 tháng đầu năm nay là vẫn chỉ có 19, tức là chúng ta vẫn chưa về cái biên lãi của cái lúc tốt đẹp nhất là 22. Và vẫn còn 4% nữa. Và nếu mà chúng ta có thể lấy được khoảng 3,5 3,5% nữa, 3,5 nữa mà chúng ta cộng vào đây thì một con số rất là lớn. Vâng, 3% của cái chỗ này là phải nghìn mấy trăm tỷ rồi, đúng không? Tức là chỗ này phải đến 10.000 hơn. Vâng, và lợi nhuận cuối nó cũng phải nhảy lên cái số đấy. Vâng, vậy đấy là cái một vài cái thông số. Còn đây bên ngành khác thì năm 22 thì lỗ, năm 23 thì lãi cục khác thì lãi được gần 18. Năm nay 6 tháng đầu năm thì 19 đúng không? Vậy là là 24 đúng không? Vậy là khá là ok. Vâng, đấy một vài cái thông số mà chúng ta đã nhìn thấy. Vâng, báo cáo này đây là năm 2021 thì chúng ta không có cái thuyết minh như thế đúng không? Mình nhớ là 22 không có và bắt đầu từ 23 bắt đầu mới có đúng không? Cho nên là chúng ta thực tế là chỉ có thuyết minh liên quan đến chi tiết các hoạt động này là chỉ từng đây thôi. Đúng không? Như vậy. Như vậy là ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái đại lượng cuối cùng đúng không? Lãi khác, lãi trước thuế đúng không? Trước thuế, lãi sau thuế, rồi cuối cùng là lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đúng không? Đấy là như vậy. Vâng, chúng ta sẽ tìm một cái khác biệt nữa ở đây đúng không? Để chúng ta cố gắng luận giải một tí. Đầu tiên là năm nay đúng không? Năm nay thì vâng, lỗ khác 187. Vâng, rất nhiều luôn. Như vậy là bên phía tỷ giá ở chỗ chi phí tài chính này cũng bị lỗ mất hơn 100 tỷ. Bên phía lãi khác cũng dính. Vâng, cũng dính luôn. Dính hết. Vâng, lại bị chặt mất góc còn có 4,15. Vâng, mình ngó vào đây cái thuyết minh số 29 để thuyết minh cho cái này là thanh lý tài sản cố định. Đúng không? Như vậy là một số các cái cửa hàng mặc dù là nó chưa hết 5 năm khấu hao đúng không? Tuy nhiên vị trí bán rất là kém và công ty cần phải đóng cái vị trí lại đúng không? Do đó thì dẫn đến bị lỗ đúng không? Đây là nguyên nhân lý giải của cái hiện tượng đấy. Vâng, tất nhiên một lúc ở đấy sẽ những cửa hàng là xấu đóng hết. Thì cái này sẽ không xuất hiện nữa. Wow, đấy, như vậy. Rồi, đúng không? Vậy là chúng ta năm ngoái gần như là suy kiệt, không còn gì cả. Vâng, không không còn gì cả. Tuy nhiên là cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây ấy, thì phải thấy là như này. Bây giờ chúng ta sẽ lý luận một tí đúng không? Vâng, ở đây thì đâu rồi, thuyết minh 31. Vâng, đây là chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố nhá. Vâng, đây là giá vốn hàng bán của các hàng ông nhập với ông thì là nhà buôn đấy mà. Đây chi phí nhân viên này, đúng không? Liên quan đến ham mòn này và các cái khác này. Rồi, ok, ai cần nữa thì thuyết minh 15, 14, 15, 17. Vâng. Và chúng ta đến với thuyết minh số 31 nhé. Vâng, liên quan đến thuế. Thế thì thuế suất ở Việt Nam thì đương nhiên chúng ta cũng biết là 20% rồi, đúng không? Và chúng ta bắt đầu có một vài ngoại trừ, đúng không? Thuế suất áp dụng cho công nghệ công ty con là 10% thuế thu nhập trong 15 năm đối với các dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao và áp dụng với mức nào kia, đúng không? Công ty là được miễn thuế 4 năm thuế kia, đúng không? Rồi, cái này cũng không quan trọng. Bởi vì mình nghĩ cái này là bé thôi, cái công ty nhỏ nhỏ này thì bé là chuyên hỗ trợ cho nhóm trong công ty cho tập đoàn. Chi phí thuế mà công ty phải chịu trong 6 năm nay là 657 tỷ. Vâng, điều chỉnh cho các khoản chi phí thuế thu nhập trích gọi là thừa đúng không? Thiếu trong các cái năm trước là 5 tỷ và chỉ còn có 652 đúng không? Đấy. Rồi hoãn lại nữa đúng không? Như vậy là tổng cộng là 646 tỷ. Vâng.
Trong khi là lợi nhuận trước thuế theo ghi nhận ở thời điểm kia là 72.722 tỷ đúng không? Thuế suất ở đây là 544 đúng không? Trong đó thì chúng ta cần phải điều chỉnh cho các cái khoản sau đây đúng không? Là khoản lỗ từ công ty con đúng không? Là 92 tỷ đúng không? Tức là nôm na là những cái ông lỗ ấy, ví dụ vì đây là các cái đơn vị hạch toán độc lập với nhau đúng không? Nhưng ông lỗ thì không không thể nào mà lại bù trừ sang cái kia được. Lỗ thì đơn giản là không phải nộp thuế, còn ông lãi, ông cái công ty con này lãi thì phải nộp. Ví dụ hạn như Bách Hóa Xanh đang lỗ thì cái công ty này không phải nộp, nhưng mà không thể nào lại bù trừ cho cái công ty khác trong tập đoàn được. Và ví dụ hạn như bên Thế Giới Động của Điện Máy Xanh đúng không, là họ có lãi thì họ vẫn phải nộp thuế. Vâng đấy, thì đây là một loạt các cái khoản mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh đúng không? Và mình tạm tính ở đây là thuế mà họ sẽ phải nộp là 646 tỷ. Mặc dù lợi nhuận trước thuế đây là 2007 nhá. Vâng, nếu mà cứ lấy 20% trẻ xuống thì đáng nhẽ là chỉ ra hơn 500 thôi. Đúng không? 544 tỷ thôi, nhưng mà thực tế mà số thuế chúng ta phải nộp là 646. Như vậy là các cái phần mà của các cái phần công ty có lãi, đúng không? Các cái phần mảng có lãi. À, phải nộp như này đúng không? Như vậy là cái lợi nhuận trước thuế của các công ty có lãi mà chúng ta tính được là chúng ta gọi là tóm lại là đấy là 20%, tức là nhân 5 lên đúng không? Là ra cái phần kia đúng không? Đấy là lợi nhuận trước thuế của các cái mảng có lãi đúng không? Được hạch toán độc lập với nhau. Mình xuống phở ngó đây xem con gì ở đây không. À đây đây đây. À còn một cái chuyện nữa là tức là ông nào mà ngày xưa cách đây 2-3 năm lỗ, tức là 5 năm sau thì mới xoay xí xóa, thì nếu mà năm nay có lãi thì sẽ không phải nộp thuế đúng không? Phải bù trừ cho cái quá khứ cũ đã hết rồi thì bắt đầu mới kia. Nhưng mà rất tiếc là Bách Hóa Xanh thì chưa thấy lãi đâu đúng không? Kể cả 6 tháng năm nay Thế Giới Di Động Cambodia thì cũng cũng toàn lỗ thôi đúng không? Đấy, chúng ta không bàn đến lãi rồi. Trần Anh thì cũng à Trần Anh thì ông xóa công ty rồi. À, đây là dược phẩm An Khang đúng không? Đấy, năm nay 6 tháng cũng lỗ 170, mà nếu có tốc độ này thì ông không dập nhanh cửa hàng có khi cũng lại lên lỗ 300 cả năm. Đúng không? Lỗ lũy kế đến 800 tỷ rồi. Còn gì không? Không đúng không? Như vậy là rồi chúng ta thử tính xem nhỉ. Thằng mình thôi cứ nhân bừa lên đúng không? Chúng ta chia 20% tức là nhân 5 lên thì sẽ ra cái phần của các cái mảng có lãi mà chúng ta phải nộp thuế đúng không? Là 3.200. Vâng, đấy. Mà vẫn theo cái gì ạ? Cái form này đúng không? Đấy. Hôm nay thì năm ngoái chắc hai cái ông có lãi là ông Thế Giới Di Động Điện Máy thì lãi là 1.200. Vâng. Thấy lãi 208 nhưng thuế cắn lên tận 250. Còn có mỗi ba mấy tỷ. Như vậy rõ ràng là các ông lỗ kia thì lỗ ghê đúng không? Bên này thì chỉ được từng kia đúng không? Đấy là cái thông số liên quan đến 6 tháng năm nay và 6 tháng năm ngoái đúng không? À, thực ra thì chúng ta hiểu trắng ra là gần như nó chính là Thế Giới Di Động và Điện Máy. Vâng, nếu mà nó gọi là hiểu trắng ra là như thế. Thế thì chúng ta cũng thể tính 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 gì nhỉ? Tính ngược xuống dưới đúng không? Biên lãi trước thuế đúng không? Liên quan đến hoạt động này. Vâng, 7%. Vâng, đấy. Nó phải ra con số này. Vâng. Như vậy là liên quan đến công tác vận hành đúng không? Vận hành của riêng di động và điện máy thì nếu mà nhìn trộm đây thì có thể thấy là chỗ này là phải được đến 7%. Vận hành đây chỉ hết có 12 thôi đúng không? Vâng, năm ngoái 3 đây mất khoảng 13 đúng không? Đấy là cái vận hành của có vẻ cũng vừa phải đúng không? Ta nên độ sang lên độ 23 và 24 nhá, à và 22 nhá, đúng không? Thì có thấy đây là niên độ toàn năm. Vì có thể thấy lợi nhuận thuế là 600 tỷ nhưng đến sau thuế thì chỉ còn có 100 tỷ thôi, đúng không? Và tương tự như vậy trong 2022 đang 6.000 đúng không? Quẹt cái thì bỗng nhiên thì có 4.001 và mất ngay 1.900 đúng không? Như vậy là ẩn lỗ trong này cũng rất lớn. Và chúng ta nhìn thấy cái lãi khác ấy là nó xuất hiện từ lâu rồi đúng không? Như vậy là mình đoán là vụ thanh lý thôi đúng không?
27. Như vậy là cái chuyện mà đóng cửa hàng là đã có từ từ lâu rồi đúng không? Chứ không phải là, vâng đúng rồi, vị trí xấu phát thanh lý ngay, nhớ theo báo cáo thường niên là từ 22. Vâng, rất lớn luôn. Vâng, và chúng ta thử ước cái vụ thuế nhá. Vâng, vừa nhập con số thấy hơi giật mình đúng không? Năm ngoái thì lãi trước thuế các mảng có lãi là 2.600, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thực tế nhìn thấy là chỉ còn có 600 thôi đúng không? Vậy là các ông kia lỗ đến 2.000, 1.900. Thế còn năm 22 thì thuế chịu phải chịu đây là 1.900 tỷ. Và theo số liệu họ có ở đây. Và nếu mà như thế thì các cái mảng có lãi là đến 9.000 tỷ. Và nếu mà theo cái ước lượng như vậy ấy, thì mà đấy là Bách Hóa Xanh hết thì lên đến 9%. Và một cái biên lãi cực kỳ cao. Biên lãi trước thuế trên doanh thu xuống là rất cao. Và chúng ta sẽ về với những cái năm sau hơn nhá. Và ở đây thì mình có thiết kế thêm cả mục gọi là tạm lỗ. Và cái thuế thì đương nhiên là chúng ta lấy trong thuyết minh rồi. Vâng, và chúng ta nhân 20% lên thì sẽ ra cái mảng có lãi mà phải nộp thuế. Thế còn ở bên phía phía mảng lỗ đúng không? Thì tại vì cái Bách Hóa Xanh thì năm nay nó bắt đầu mới chuyển hướng sang gọi là sắp có lãi đúng không? Cho nên là chúng ta mới dùng cái cách ước lượng này được. Và ngày xưa chỉ có di động và điện máy là còn là lãi thôi, còn các tất cả các mảng còn lại đến giờ phút này vẫn là thử nghiệm hết đúng không? Và đang lỗ. Thì chúng ta sẽ dùng cách ước lượng này. Đúng không? Thuế đây là 600 tỷ và đã ước ra cái mảng lỗ kia. Đến năm 6 tháng 5 23 thì lúc đấy là lỗ là 900 tỷ. Vâng, thuế phải nộp đấy là 250 đúng không, và mảng có lãi là 250, và trong khi lợi trước thuế hiện lên chỉ từng kia và lỗ lên 900 tỷ. Trên toàn năm 2023 thì cái mảng lãi thì là 2.600, mảng lỗ là 1.900, và tóm lại là ông ấy nộp lãi trước thuế hơn 600 và ông nộp thuế mất 500 tỷ rồi. Và dựa trên cái con số 2.600 này, 22 là cái năm mà lớn nhất luôn, thuế cũng là lớn nhất. Thuế nó mới nộp là 1.900 tỷ. Và các cái biên kia thì vô cùng lớn. Và 9 104.000 tỷ doanh thu ra 9 là 9% đúng không? Biên lãi đỉnh cao là sẽ đạt đến số này đúng không? Và không biết là hiện nay biên lãi 6 tháng năm nay là 7 đúng không? Mà chúng ta còn thiếu khoảng 2% nữa. Mà nếu chúng ta có thể lấp được đốt 2% này thì sẽ thêm được khoảng khoảng 900 tỷ nữa. 900 tỷ nữa và lợi nhuận như vậy, con số này sẽ nhảy rất nhanh, đáng 2.700 nó sẽ lên 3.600 ngay. Vâng. Rồi 21 thì là âm 1.300, cái này 7.800 cũng là 8%, 20 cũng là 8%, và 2019 là 6. Chú đi kỹ cái phần lỗ đúng không, mà chủ yếu đây là chắc là Bách Hóa Xanh rồi. Âm 1.000 năm 2000, âm 1.300, âm 3.700, đến năm ngoái sốc lên âm 1.900, mà năm nay 6 tháng 5 chỉ còn âm 500. Và chúng ta kỳ vọng rằng là hết năm nay thì cái con số này chắc là chỉ thêm khoảng 300 thôi đúng không? Bởi vì họ đang đóng rất gấp Bách Hóa Xanh. Trong khi mảng rất gấp An Khang đúng không? Còn mảng Bách Hóa Xanh có vẻ ok rồi. Vậy là mình đoán con số này 6 tháng cuối năm nó sẽ tốt hơn bây giờ. Và tổng cả năm ngoái chắc chắn, tổng cả năm nay chắc chắn sẽ thấp hơn năm ngoái rất nhiều. Và đấy là con số mà chúng ta nhìn thấy. Cái này thì mình cộng ở bên doanh thu chuỗi thôi, ra con số như vậy. Như vậy là có thể thấy phương diện hoạt động đều khá là so với ngày xưa là bây giờ là khá là ok đúng không? Vâng, biên lãi của cái mảng có lãi ở đây đã lên đến 7% rồi đúng không? Tức là ở đây là điện máy và thế động đúng không? Vâng, rất tốt rồi. Biên lãi vận hành là chỉ có 12% thôi. Và những lúc cao nhất thì nó khoảng 14 đúng không? Bây giờ chỉ còn 12, tức là đã tiết kiệm vận hành hơn rất nhiều rồi, vâng, có thể tối ưu. Vâng, năm ngoái vẫn ở khoảng 13, năm 13 đây cũng 13, và năm nay là chỉ có hơn 12 thôi, đúng không? Như vậy là có vẻ càng ngày càng càng tốt lên, đúng không? Như vậy. Và năm nay mình nghĩ là doanh thu hoàn toàn có thể sẽ trở lại cái lúc cao nhất của năm năm 22, đúng không? Chúng ta kỳ vọng là sẽ tốt lên. Và với những cái kịch bản như vậy thì mình đoán là năm nay lợi nhuận sau thuế sẽ nằm ở trong quãng ở khoảng 4.500 cho đến 5.000,
Năm nay thì quý 1 thì chỉ có 900, quý 2 1001. Vâng, mà đấy là còn bị bất lợi tỷ giá rồi thanh lý các thứ. Thì mình nghĩ là đợt tới đây sẽ chậm rãi dần đúng không? Khả năng là sẽ ok lên. Vâng, và sẽ lợi nhuận cuối năm nay sẽ tốt hơn đúng không? Và chúng ta sẽ thử xem là con số 4.500 hay là trên 5.000 đúng không? Nằm trong hai cái vùng ấy thôi. Vâng, đấy là cái thông số liên quan đến cái phần này mà chúng ta sẽ đi nốt cái dưới phía dưới nhá, xem còn gì không. Dưới này, bỏ qua thế này. Đây này này, đúng không? Đây là các cái mảng lỗ thực sự của công ty. Vâng, ví dụ năm 22 là chỗ này lỗ đến 2.900. Vâng. Ông Thế Giới Di Động Cambodia thì hết 3 lít, tức là hết đến thành gần 3.300 rồi. Vâng. Dược An Khang 300 nữa đúng không? Tức là phải đến 3.600, 3.700. Vâng. Đây đây đây, đúng 3.700 đây rồi, đúng không? Chúng ta ước như vậy. Đúng không? Cộng lại là cũng ra số liệu rồi. Tuy nhiên là bắt đầu từ 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 năm sau mình đoán là Bách Khoa Xanh bắt đầu có lãi thì cộng cạch như này nó sẽ khó hơn đúng không? Tại vì lúc đấy có thể Bách Khoa Xanh có lãi đúng không? Tuy nhiên là vẫn không phải chịu thuế đúng không? Vì vẫn được bù trừ cho những ví dụ như năm sau là bắt đầu chiếu của năm 2020 đúng không? Ví dụ năm sau mà lãi được 300 tỷ, 400 tỷ thì không phải, và tất nhiên nó sẽ chiếu vào đây, chiếu vào cái 1.700 này bù trừ đúng không? Được 5 năm mà. Vâng, như vậy là các năm sau nếu Bách Khoa Xanh có lãi thì cũng cũng thuận lợi đúng không? Rất ok. Không phải bù nữa. Vâng, đỉnh cao chính là năm 22 đúng không? Lãi này rất nhiều và đốt lỗ, đốt đốt tiền cũng rất nhiều. Năm ngoái thì lợi nhuận sụt kinh khủng rồi. Tháng 9 là chỉ còn có 3 thôi là rất là sốc đúng không? Nên mỗi bàn bắt đầu phải đóng đóng thật nhanh. Đóng nhanh trong 23, từ các cuối 2 nó bắt đầu đóng rồi. Mà mình thấy cái phần lãi khác đây là âm 500 tỷ, tức là đóng thanh lý cực kỳ nhiều rồi. Năm 23 cũng đóng, đúng không? Năm nay 65 vẫn đóng. Thế còn hồi 21 hay 20 là lúc đang đẹp dài là không đóng nhá. Số liệu là như vậy. Rồi, mình chạy tiếp xuống dưới nhá. Vâng, đây là sau thuế rồi, số lượng cổ phiếu đây đúng không? Lãi cơ bản EPS thì có 1.400 đúng không? Siêu siêu nhỏ. Vâng. Những giao dịch trọng yếu, phí tư vấn cho cái ông Robert Willett đúng không? Rồi nghiệp vụ bên có liên quan đấy, anh Tài, anh Lượng. Vâng, hiểu em rồi, anh Trần Huy Thanh Tùng. Cam kết hoạt động. Vâng, cái này chắc là liên quan đến đi thuê rồi. Nhóm công ty hiện đang cho thuê đi đi thuê văn phòng và trung tâm thương mại phân phối cho hợp đồng thuê và hoạt động. Vào ngày ký kết thúc kỳ kiểm toán 30 tháng 6 này thì các khoản đều lại được hoạt động theo tình hình như sau. Đến 1 năm là còn 3.400, từ 1 năm là theo cái tiền nhà là 10.000 tỷ, và trên 5 năm là 3.900 đúng không? Các bộ phận kinh doanh đây rồi chúng ta cũng lấy ở đây ra chứ cũng chả từ đâu ra cả. Và dư nợ điện máy thì về mặt tài sản vẫn là vô đối, 45.000 tỷ, Bách Hoa Xanh chỉ có 10.000 thôi, các mã còn lại mới có 9.200 đúng không? Đây là cùng kỳ năm ngoái. Vâng, đây là đô la Mỹ và đây là chắc là đồng của bên ria gì đấy của Campuchia đúng không? Vâng, không có gì cả. Như vậy là thời kết thúc ngày hôm nay ở đây nhá. Và buổi sau là chúng ta sẽ xét nốt các cái phần liên quan đến lưu chuyển tiền tệ một tí, rồi chúng ta sẽ nhảy sang thông tin xem như nào nhá. Ok.